Ngày 25 tháng 6, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 tiến hành hội nghị lần thứ 18 nhằm họp bàn triển khai các nội dung về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 18 Đảng bộ thành phố và một số nội dung về kinh tế xã hội, công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với ông đinh tiến dũng bộ chính trị cũng đã phân công bà nguyễn thị tuyến ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy điều hành hoạt động thành ủy hà nội cho đến khi kiện toàn chức danh bí thư thành ủy hà nội theo quy định theo chương trình được thông qua tại hội nghị, ban chấp hành Đảng bộ thành phố triển khai thực hiện chỉ thị số 35 CTTU ngày 14 tháng 6 năm 2024 của Bộ chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, triển khai kế hoạch tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu lần thứ 18 Đảng bộ thành phố và cho ý kiến về chủ đề phương châm và đề cương chi tiết báo cáo chính trị trình đại hội lần thứ 18 Đảng bộ thành phố. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố cũng sẽ xem xét thảo luận về tờ trình báo cáo điều chỉnh kế hoạch đầu tư công cấp thành phố năm 2024 và định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2025 của thành phố Hà Nội, cập nhật điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố. Hội nghị cũng xem xét một số báo cáo và thực hiện kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền. Chiều 21 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét cho ý kiến về công tác cán bộ. Cụ thể, Trung ương xem xét để ông Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội thôi giữ các chức vụ lãnh đạo, nghỉ công tác. Trung ương đánh giá ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng ở Trung ương và địa phương. Trong quá trình công tác luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp và thành tích chung trong các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác. Tuy nhiên theo báo cáo của Ủy ban kiểm tra Trung ương, trong thời gian làm bí thư ban cán sự đảng, bộ trưởng Bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Dũng đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo để ban cán sự đảng, bộ tài chính và một số tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng, cơ quan quản lý nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công và nghỉ công tác. Căn cứ quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và xem xét nguyện vọng của ông Đinh Tiến Dũng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Trước đó ngày 19 tháng 6, Bộ Chính trị đồng ý để ông Đinh Tiến Dũng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 thành phố Hà Nội. Đồng thời, Bộ Chính trị báo cáo ban chấp hành Trung ương Đảng để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ngày 19 tháng 6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ban kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, quy chế làm việc, không thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để bộ tài chính và một số tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ban cán sự đã không thực hiện, thực hiện không đúng, không đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế chính sách, thực hiện quản lý nhà nước về các hoạt động phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ của doanh nghiệp nói chung, trong đó có các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty cổ phần tập đoàn An Đông trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái công ty cổ phần tiến bộ quốc tế. Những vi phạm khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát, lãng phí rất lớn ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu, bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước. Ông Đinh Tiến Dũng là cán bộ cấp cao của Đảng và nhà nước, được Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tín nhiệm phân công giữ một số chức vụ lãnh đạo quan trọng. Trên cương vị Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành công tác của ngành tài chính đạt kết quả quan trọng tuy nhiên ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để xảy ra nhiều vi phạm tại bộ tài chính thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo để ban cán sự đảng bộ tài chính bộ tài chính và một số tổ chức cá nhân có nhiều vi phạm khuyết điểm gây hậu quả nghiêm trọng dư luận xấu làm giảm uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước nhận thức rõ trách nhiệm trước đảng và nhân dân ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công nghỉ công tác và nghỉ hưu ông nguyễn văn yên phó trưởng ban nội chính trung ương Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan Ban Nội chính Trung ương đã thiếu tu dưỡng rèn luyện, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, kê khai tài sản, thu nhập, hôn nhân và gia đình. Ông đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác. Ông Nguyễn Đình Kim nguyên tỉnh ủy viên nguyên bí thư huyện ủy vĩnh thạnh tỉnh bình định đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được sao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm của tổ chức đảng và các cá nhân nêu trên theo quy định của đảng về kỷ luật tổ chức đảng đảng viên vi phạm. Bộ Chính trị đồng ý để đồng chí Đinh Tiến Dũng thôi tham gia ban chấp hành, ban thường vụ thành ủy, thôi giữ chức bí thư thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, trường đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15, thành phố Hà Nội và báo cáo ban chấp hành Trung ương Đảng để ông Đinh Tiến Dũng thôi giữ các chức vụ theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự Đảng bộ Tài chính, nhiệm kỳ 2016-2021, cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng Đối với đồng chí Nguyễn Văn Yên, khai trừ ra khỏi Đảng, đối với đồng chí Nguyễn Đình Kim. Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật Đảng. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 42. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau. 1. thực hiện các kết luận chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, sau khi xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết quả kiểm điểm, đề nghị thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ tài chính, ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy Ban cán sự đảng Bộ Tài chính đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buôn lòng lãnh đạo chỉ đạo để Bộ Tài chính và một số tổ chức cá nhân vi phạm các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác quản lý nhà nước và tham mưu ban hành cơ chế chính sách về phát hành giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trong đó có các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Tập đoàn An Đông, trong quản lý nhà nước về ngân sách có liên quan đến công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái AIC. Những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, nguy cơ thất thoát lãng phí lớn về ngân sách nhà nước và thiệt hại cho nhà đầu tư trái phiếu, ảnh hưởng xấu đến môi trường đầu tư kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, gây dư luận xấu bức xúc, làm giảm uy tín của tổ chức Đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Trách nhiệm chính đối với những vi phạm khuyết điểm nêu trên thuộc về ban cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và các đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Võ Thành Hưng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, các đồng chí nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng, Huỳnh Thanh Hải, Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai và một số tổ chức Đảng, đảng viên khác. Xét nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm căn cứ quy định của Đảng. 1. Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban thường vụ Đảng ủy cơ quan Tổng cục Hải quan nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy cục Kế hoạch tài chính nhiệm kỳ 2015-2020, chi bộ vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, chi bộ vụ Ngân sách nhà nước các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020, 2020-2022 và các đồng chí Huỳnh Quang Hải đồng chí phạm văn trường bí thư tri bộ vụ trưởng vụ ngân sách nhà nước nguyễn trường giang bí thư tri bộ vụ trưởng vụ tài chính hành chính sự nghiệp nguyễn dương thái nguyên phó tổng cục trưởng tổng cục hải quan phạm văn việt nguyên bí thư tri bộ cục trưởng cục tài vụ quản trị tổng cục hải quan bộ tài chính khiển trách chi bộ vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính các nhiệm kỳ 2017-2020, 2020-2022 và các đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Vũ Thị Mai, Võ Thành Hưng, đồng chí Phan Thị Thu Hiền, bí thư chi bộ, vụ trưởng vụ tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Lê Ngọc Khoa, nguyên bí thư đảng ủy, cục trưởng cục kế hoạch tài chính, bộ tài chính. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2016-2021 và đồng chí Đình Tiến Dũng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính lãnh đạo chỉ đạo khắc phục kịp thời các vi phạm khuất điểm được chỉ ra, phối hợp xem xét xử lý trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có vi phạm theo thẩm quyền. Từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 6, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 42. Tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét báo cáo kết quả thẩm tra xác minh và đề nghị thi hành kỷ luật ông Nguyễn Văn Yên, phó trưởng ban nội chính Trung ương, ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy cơ quan ban nội chính Trung ương ủy ban kiểm tra trung ương xác định ông nguyễn văn yên đã thiếu tu dưỡng rèn luyện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm các quy định của đảng và pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan đơn vị công tác đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật ông nguyễn văn yên